Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tech Room. Hiện tại thì May đang có mặt tại sự kiện không gian đa kết nối do Xiaomi tổ chức. Tại đây thì chúng ta sẽ có 3 sản phẩm chính được giới thiệu trong sự kiện này. Đầu tiên là Xiaomi TV B1 Series, cùng với đó là Redmi Book 15, và cuối cùng là sản phẩm Poco C40. Và cụ thể các sản phẩm này như thế nào thì ngay bây giờ hãy cùng theo chờ mời nhé. Đến với sản phẩm đầu tiên là Xiaomi Mi TV B1 Series, chúng ta sẽ có hai phiên bản là 55 và 43 inch, mang đến một chất lượng hình ảnh hàng đầu với độ phân giải là 4K UHD và hỗ trợ Dolby Vision. Phiên bản 55 inch thì được cải tiến hình ảnh hơn với công nghệ là HDR10+, và các mẫu TV thì đều có hệ sinh thái nội dung phong phú với hệ thống Android TV TM và các ứng dụng phổ biến như là Netflix này, Prime Video hay là YouTube được cài đặt sẵn. Với trợ lý Google được tích hợp sẵn thì Mi TV B1 Series sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo để áp dụng tính năng ra lệnh bằng giọng nói của người dùng. Và chúng ta sẽ chính thức được mở bán với phiên bản 43 và 55 inch từ ngày 6/6/2022 với giá bán lẻ lần lượt là 9.990.000 đồng và 11.990.000 đồng trên các kênh phân phối chính thức của Xiaomi. Đặc biệt chương trình khuyến mãi từ ngày 6/6 đến ngày 19/6 với giá bán đặc biệt dành cho phiên bản 43 inch là 7.990.000 đồng cùng Xiaomi Fan Highlight trị giá 1.690.000 đồng, áp dụng trả góp 0%. Còn phiên bản 55 inch sẽ có mức giá là 9.990.000 đồng và tặng Xiaomi Smart Air Fryer trị giá 2.390.000 đồng, áp dụng trả góp 0%. Và cũng trong dịp đặc biệt này thì Xiaomi đã công bố phát hành Redmi Book 15 tại thị trường Việt Nam với hiệu năng cạnh tranh cho phân khúc laptop về cả phần mềm và phần cứng. Giá khởi điểm là 12.990.000 đồng cho phiên bản 8GB RAM, 256GB ROM và 15.990.000 đồng cho phiên bản 8GB RAM và 512GB ROM. Và được trang bị bộ vi xử lý Core i3 cho phiên bản 256GB ROM và Core i5 cho phiên bản 512GB ROM. Trang bị màn hình chống chói là Full HD rộng 15.6 inch, hỗ trợ DC Dimming và không bị nhấp nháy ngay cả ở mức độ sáng thấp nhất. Redmi Book 15 thì vận hành trên Microsoft Windows 11 Home với OTA cập nhật phần mềm trọn đời. Chương trình khuyến mãi thì áp dụng giảm ngay 1 triệu đồng tặng kèm ba lô Xiaomi trị giá 590.000 đồng. Và nhân vật cuối cùng được giới thiệu trong sự kiện lần này là Poco C40, và điểm cộng lớn nhất là được trang bị viên pin dung lượng cao 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 18W và màn hình lớn nhất từ trước đến nay trên các dòng điện thoại Poco dẫn đầu trong phân khúc tầm trung. Bên cạnh đó thì thiết bị sử dụng màn hình LCD Dual Drop lên tới 6.71 inch, độ sáng là 400 nits và được bổ sung các tính năng Sunlight Mode Display. Thiết bị được trang bị cụm camera kép ở phía sau với camera chính là 13MP, cảm biến độ sâu là 20MP, cũng như là camera trước là 50MP. Bên trong máy thì Poco C40 mang bộ vi xử lý là JR510 8 nhân hiệu năng cao mới nhất và được xây dựng trên quy trình 11nm với 8 lõi Cortex A55 có tốc độ lên tới 2.0GHz. Và ngay bây giờ thì người dùng có thể sở hữu Poco C40 phiên bản 4GB RAM và 64GB ROM với giá bán chính thức là 3.490.000 đồng độc quyền tại Thế Giới Di Động. Và vừa rồi là những thông tin về sự kiện mà Xiaomi đã tổ chức và giới thiệu 3 sản phẩm ngày hôm nay. Và đừng quên like, share và subscribe cho kênh Tech Room nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.